hàng và giá trị lâu dài của tiền điện tử. Tuy nhiên, với các nhà quản lý, tình hình lại không lạc quan đến như vậy. Đã đến lúc các loại tiền điện tử phải được quản lý để các nhà đầu tư lần đầu biết điều gì sẽ xảy ra. Hiện tại điều đó hoàn toàn không rõ ràng. Vâng, thế giới phẳng khiến cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam cũng đang chịu những tác động, mặc dù giao dịch Bitcoin hoàn toàn là những giao dịch tự mua tự bán của người chơi. Việc giao dịch đồng Bitcoin trên thị trường Việt Nam chưa có một cơ sở pháp lý nào đề cập đến. Tuy nhiên, nó không phải loại giao dịch bị cấm nên vẫn hoạt động. Nhưng khi xảy ra rủi ro thì một mình nhà đầu tư tự phải ngậm bồ hòn chịu trận bởi đồng tiền này vốn dĩ chưa được công nhận. Chưa có một cái văn bản nào quy định, chỉ có một cái một số cái thông tư là chưa chấp nhận cái đồng Bitcoin ở Việt Nam. Không riêng gì tài sản số, tài sản ảo, tiền ảo, mà tất cả công nghệ blockchain, ngay cả như xe tự hành cũng cần có khung pháp lý để làm sao tạo được điều kiện phát triển cho các công nghệ mới. Vâng, để tránh rủi ro thì các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới, không nên đặt may rủi vào Bitcoin lúc này. Bởi nếu muốn đầu tư trên công nghệ ảo thì cần nắm rất chắc những nguyên nhân biến động của thị trường. Nếu cố tình muốn đầu tư thì nên cân nhắc về tính pháp lý, tránh để tiền mất tật mang. Đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc. Xin trở lại với những thông tin thời sự.